Đại hội của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức, tình cảm đồng ấm và sâu sắc nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Những người con xứ Nghệ của chúng ta cùng một nền văn hóa, cùng tiếng nói, cùng nguồn nước. Cho nên Cộng hòa Séc chúng tôi đã thành lập thành Hội đồng hương Nghệ Tĩnh, không thể tách rời được. Dù Cộng hòa Liên bang Đức, Hội đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh đang là hai hội, nhưng tôi nghĩ rằng cũng là một. Dù đi đâu thì người Nghệ An và Hà Tĩnh, tôi nghĩ rằng lúc nào cũng là một. Trong hoàn cảnh vừa qua, thảm họa môi trường tại biển Việt Trung, đặc biệt là Hà Tĩnh, do công ty Formosa gây nên chưa hết, đến lũ lụt vừa rồi lại làm cho quê hương chúng ta đến giờ phút này đã mất mát về người của và hàng người và hàng gia đình đang trong cảnh mặt trời chiếu đất. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh chúng tôi ngày hành động đầu tiên đã ủng hộ cho Nghệ Tĩnh chúng ta được 20.000 euro, và tối hôm qua ngày một đêm nhạc từ thiện cho Nghệ Tĩnh trong miền Trung được 22.000 euro. Một tình cảm quý báu của những người con xứ Nghệ tại Cộng hòa Séc đã hướng về quê hương. Thay mặt cho toàn thể bà con Nghệ Tĩnh, những người máu mủ ruột thịt của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức, xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp, phát huy truyền thống của người con xứ Nghệ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác và kinh doanh tại nước ngoài.